Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm clip nhé. Clip của mình hôm nay là mình vô chùa Tàng Áo mọi người. Mình xem cái công tác chuẩn bị cho Tết Chôm Thân Nào Thơ Mây. Đó cũng là một cái Tết như Tết Nguyên Đán của mình nha mọi người. Tết năm mới. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng đi với mình nhé. Mọi người xem video mọi người nhớ nhấn nút đăng ký, like, subscribe tiếp kênh mình nhé mọi người. Thì Tết Chôm Thân Nào Thơ Mây là gồm có 3 ngày 14, 15, 16 của tháng 3 này. Gồm có hoạt động tế nước nè, rồi diễu hành rất là vui mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng đi. Đây là chiếc xe để ngày mai mình đi diễu hành nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Thành thú vị đó mọi người. Trang hoàng rất là đẹp, màu vàng, màu trắng, để những bông hoa trước xe rất là đẹp luôn. Bên trên thì có cái tượng Phật rất là đẹp mọi người. Màu vàng, màu trong rất là đẹp luôn. Đó, ngày mai là đi diễu hành nè. Lễ diễu hành thần tứ diện. Rồi có 7 người con gái là tượng trưng cho 12 con giáp sẽ thay phiên nhau mỗi năm mỗi tháng. Dạ. Rất là đẹp luôn, cái nia, cái lợp nữa rất là nhiều cái mọi người. Đó, bên trong đó cái cổng vào mọi người ơi. Nè, xe bò nè, đó. Xe bò biểu tượng của đồng bào Khmer đó. Xe bò kéo cài mọi người, đó. Bên trong đó là sân khấu để mấy nhỏ lên múa đó. Còn cái bàn này là mấy nhỏ múa vòng vòng xung quanh cái bàn này nè. Để cái bình bông chính giữa. Đây, bây giờ mình đi vô bên trong ha. Đó, cái cổng rào. Đây là những cái ống thốt nốt nè. Ống mà để thốt nốt vô đem đi bán đó. Gánh bán mọi người. Ồ, rất là đẹp mọi người ơi. Đó, mấy nhỏ sẽ vô đây múa. Múa xung quanh cái bàn này nè. Đó, rất là đẹp luôn. Tượng đầu hình con rồng nè, đó. Rồi. Sân khấu nha, mình lên sân khấu thử coi. Đó, sân khấu nè. Lễ hội ca nhạc, múa nhạc rồi đó. Đó, những cái quạt này gắn trên cái sân khấu mọi người ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Cái thúng, cái nia, cái sàn rồi đó. Quá nhiều luôn. Ở đây là những bó rơm thì mọi người biết rồi đó. Bó rơm thì chắc mọi người biết rồi. Đó. Bây giờ dòm ra ngoài nè. Đó, ở đây khu vực cái này là cho tụi nhỏ vô đây múa nè, chơi tới nước nè. Rồi, tới ngày mai đi mình sẽ quay tiếp tục nha mọi người. Bây giờ chú Harun đang nói về cái chuẩn bị đón giao thừa của Tết Chôm Thân Nào Thơ Mây. Tết năm mới rồi mọi người. Đó. Thầy sư á, cái nước này rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bây giờ là chuẩn bị. Tất cả mọi người đang chuẩn bị là mình sẽ diễu hành đi. Đây mấy sư nhỏ là chuẩn bị đi nè. Đó, bây giờ mấy nhỏ đang lên xe để chuẩn bị đi diễu hành đó mọi người ơi. Tết mà, Tết năm mới. Mua chàng nè, này mua chàng hay lắm nè. Đó chưa, y gan luôn. Nó mới học lớp 5 mọi người mà nó mua rất là hay luôn nha. Đó, còn ở đây nữa nè. Mấy cô nữ nè, đó, cầm cái cây đi nè. Rất là hay. Cây này cây gì mình cũng không biết luôn. Cây gì sư. Rất tốt vậy đó. Rất là hay luôn. Đó.
mà đi vòng vòng mình vô tình mình gặp được mấy cái bạn này quá đẹp mọi người ơi. Đó. Rất đẹp luôn. Vậy như là công chúa vậy. Mấy bạn này quá đẹp luôn, diện như công chúa luôn vậy nè. Đó, rất đẹp luôn. Một bạn thì kiểu truyền thống. Đây bạn truyền thống, đây là bạn dạo như là hiện đại vậy nè. Đó, rất là đẹp nha. Người cũng xinh nữa. Thận ơi, Thận ở đây chụp hình Thận ơi. Đẹp quá đẹp Thận ơi. Bây giờ là chuẩn bị đi diễu hành nha mọi người. Đó, ở đây là mấy nhỏ múa chằn nè, múa chằn nè, múa xa dâm nè. Đó là hai hàng mấy cô nữ rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn. Còn bà con Phật tử ở phía sau mọi người, đó ở phía sau còn rất là đông luôn. Kéo tượng Phật đi rất là đông mọi người. Và bây giờ mình đi xuống cho mọi người xem, quá đẹp luôn. 2 quá đẹp luôn. Lần sau nữa còn mấy đứa nhỏ phía sau nè, rất là đẹp mọi người. Quá đẹp. Còn mấy sư á, mấy sư á thì cầm cờ phía sau. À, rất đẹp luôn. Ủa mình phải cầm gì đó hả mấy đứa? Mình cũng như là biểu tượng này là mình thay thế cho hai con bò đó ha. Phải không? Quá đẹp mọi người ơi. Đó phía trong là tượng Phật. Mình cũng biết nữa, mình Khmer. Rất là đẹp luôn. Còn phía sau này thì nhạc Ngũ Âm. Đó, dàn nhạc Ngũ Âm. Đó, có bà cụ là bà cụ cầm cái dù nè, thấy thương cụ không? Rồi, hết nữa mọi người ơi. Hết đó. Rồi đi rồi mọi người ơi. Bắt đầu đi. Quá đẹp luôn. Sư có, tụi nhỏ có đầy đủ cho mọi người ơi. Đó dàn nhạc Ngũ Âm à.
mới được ra khỏi chùa, bắt đầu là bước vào sớm của bà con, của các bạn nữ nè, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Nè đó, cô này giai chính nè, quá đẹp luôn, hình chùa rồng nè, rất rất đẹp luôn mọi người. Nãy giờ là mới ra khỏi chùa thôi đó, bây giờ bắt đầu bước vào sớm rồi đó, sớm làng của bên Sóc Tàng Áo mọi người. Bây giờ bước vào Sóc á, quá đẹp. Ở đây mình gọi là Sóc Tàng Áo không? Mấy anh này nè, mình thấy nãy giờ là mấy ảnh thay hoài đó, lực lưỡng lắm mấy khiên nổi mọi người ơi. Hồi nãy mình quay đầu tiên là em này nè, bây giờ là 2K rồi đó, thanh niên trai tráng lực lưỡng nè, bắt đầu mới phụ trách cái xe nè mọi người. Còn phía sau này thì dàn nhạc của âm đó. Mấy cây giọng xuống nghe hay lắm mọi người, mấy cây này giọng xuống nghe hay lắm nè đó. Mấy con này đi nãy giờ mình không thấy mệt luôn trời, mình chạy theo mình mệt muốn chết luôn vậy đó. Nãy giờ em đi mệt không em? Chứ anh nãy giờ anh đi theo anh chạy anh mệt muốn chết luôn, ướt mồ hôi giờ. Rồi đổi nữa ơi, đổi nữa ơi, đổi nữa. Hai. Đổi nữa mọi người ơi, người đi được vài chục mét à. Có hai em này lực ghê, nãy giờ không thông đổi luôn rồi đó, dàn nhạc của anh ba con mà thử biết sao mọi người, cái gì kêu ve ve. Mấy tôi là lớp tôi là thứ ba, mình học lần thứ ba là lớp. Tôi là làm là ba lớp, còn mình lớp thứ ba là lớp thứ tư, thứ tư lớn. Còn mình tên là làm là ba ba. Hồi nãy là đi xong rồi, bây giờ là về ngồi ở đây để tụng kinh bước vô năm mới nha mọi người. Đó, Phật tử ngồi với mấy cô công chúa hồi nãy đó, ngồi lại để tụng kinh cầu nguyện cho năm mới. Rồi dẫn chương trình vẫn là sư rương nữa mọi người. Đó, rất là ý nghĩa, là một việc làm rất là ý nghĩa mọi người. Đó, mấy ông sư đang chuẩn bị bước vô nè.
Đó, mấy sư bước vào tụng kinh nè. Rồi dưới cây bồ đề luôn rồi. Mấy sư đang tụng kinh nữa mọi người. Thôi bây giờ mình tới đây là kết thúc kết thúc ngày thứ nhất của Tết năm mới, Tết Chom Thana Thơ May mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo, video mùng 2 Tết, rồi video mùng 3 Tết. Rồi chào tạm biệt mọi người. Mọi người xem video mình, mọi người nhấn nhấn nút đăng ký, like, subscribe tiếp kênh mình nhé mọi người. Bye bye. Đẹp quá à. Mấy cái trang sức này giờ rất là đẹp nè. Các bạn thấy không? Đó, tay của con công chúa, con của vị thần tứ vị nè, rất là đẹp luôn. Từ trên xuống dưới rất là đẹp nha. Các bông hoa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.